Thời gian qua, những tưởng các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển đã dần lắng xuống, nhưng hàng loạt đơn thư khiếu nại liên quan đến quy trình kiểm đếm và bồi thường thiệt hại vẫn liên tục được gửi đến các cơ quan báo chí cũng như chính quyền địa phương. Có vị trí giáp danh với khu kinh tế Vũng Áng, nên khi xảy ra sự cố môi trường biển, Quảng Trạch là một trong các huyện chịu nhiều nặng nề nhất của tỉnh Quảng Bình. 14 trên 18 xã của huyện Quảng Trạch bị thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 20.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực nghề biển, nuôi trồng thủy hải sản và làm muối. Việc đền bù thiệt hại sau sự cố môi trường biển đã được chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các bộ ngành cũng rốt ráo ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục nhanh nhất thiệt hại cho người dân, tạo công ăn việc làm và ổn định xã hội. Tuy nhiên, thực tế ở các địa phương, nhiều khuất tất xảy ra khi thực hiện kiểm đếm và bồi thường khiến người dân vô cùng bức xúc. Là một cựu chiến binh, sau khi phục viên, ông Phạm Ngọc Xuân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, về địa phương đấu thầu 10 hectare đất mặt nước ven sông Ròn để nuôi trồng thủy hải sản. Với tình yêu nghề của một người con miền biển, với bản lĩnh của người lính và quyết tâm làm giàu trên quê hương, nhiều năm liền, ông Xuân luôn dẫn đầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản của huyện. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, cũng như bao người dân bị thiệt hại khác, người lính, doanh nhân Phạm Ngọc Xuân hết mức trông đợi vào sự công tâm của chính quyền trong việc đền bù thiệt hại. Nhưng cái mà ông Xuân nhận được lại là sự thờ ơ, thậm chí là vô cảm của những người có trách nhiệm ở địa phương. Ngày 10 tháng 8 năm 2016 là bị chết nổi lên, là tôi mới báo cáo với xã, thì xã báo cáo huyện, thì huyện có cho hai anh thú y là anh Lợi và anh An Giang, là trong nó lên của xã lên là có anh Giang, là bên địa chính kiêm bên nông nghiệp ấy, là lên tại đây xem. Xem xong ấy, là nói coi như là lấy cái nhiệt độ đưa ra đo, nhiệt độ đo người, nhiệt kế đo người ấy, là đưa ra đo, là khi đó là mới 9 giờ sáng, là họ cầm nhiệt độ bảo là 39 độ 5, cá chết. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Xuân cung cấp cho chúng tôi tờ biên bản được lập vào ngày 10 tháng 8 năm 2016, xác định nguyên nhân cá trong ao nuôi của ông chết là do nhiệt độ 39 độ C. Cũng bởi việc xác định nguyên nhân cá chết do nhiệt độ cao dẫn đến ông không nhận được tiền bồi thường. Trong khi đó, thời điểm tháng 8 năm 2016 chính là thời điểm nguồn nước ở khu vực miền Trung bị nhiễm độc mạnh. Để kiểm chứng, chúng tôi đã tìm lại thông tin dự báo thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào ngày 10 tháng 8 năm 2016. Theo đó, dự báo thời tiết khu vực tỉnh Quảng Bình chỉ từ 28 đến 36 độ C. Hiểu một cách đơn giản, thời điểm 9 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời chỉ cho đến 36 độ C, thì không có lý do gì nhiệt độ dưới mặt nước lại có thể là 39 độ C. Như vậy, việc người dân bức xúc vì cách làm việc thiếu chính xác của người có trách nhiệm ở địa phương này là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cái mà ông Xuân bức xúc nhất chính là việc ai đó làm giả chữ ký của ông trong biên bản xác định cá chết. Từ tháng 4 đến tháng 7 là tôi không được đền bù. Thì tôi mới xuống tôi hỏi thì sao Quảng Tùng biết trả hồ sơ về cho tôi. Khi trả hồ sơ về cho tôi, tôi coi thì coi như là tôi thấy trong cái biên bản kiểm tra cá chết của tôi là sai sự thật. Vì coi như là lập một cái biên bản giả, coi như ký chữ không của tôi vào trong ấy. Theo ông Phạm Ngọc Xuân, biên bản này là chữ ký thật của ông, nhưng đã bị ai đó viết thêm nội dung kiểm tra. Còn đây là biên bản giả mạo chữ ký của ông Xuân. Như vậy, mục đích làm giả biên bản kiểm tra là gì thì người dân không thể biết được. Nhưng có một điều, chính vì việc viết thêm nội dung vào biên bản thật và làm giả biên bản này khiến ông Phạm Ngọc Xuân giờ này vẫn chưa được giải quyết nhận tiền bồi thường. Ông Cao Xuân Đắc ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sau khi tốt nghiệp Đại học Thủy sản với mong muốn làm giàu cho quê hương, ông Đắc trở về Quảng Phú đầu tư trang trại sản xuất, cung cấp giống cá, tôm và phổ biến khoa học kỹ thuật cho người dân nuôi trồng thủy hải sản. Từ những năm 1990
trang trại giống của ông đã làm nguồn cung ứng cho hầu hết những hộ nuôi trồng thủy sản ở khu vực. Năm 2016, xảy ra sự cố môi trường biển, cũng là lúc mâu thuẫn đất đai giữa ông và người dân trong thôn nổ ra. Dù được chính quyền xã Quảng Phú xác nhận thiệt hại và lên phương án đền bù, nhưng do mâu thuẫn về đất đai nên các hộ dân trong thôn đã đồng loạt viết đơn khiếu nại, khiến ông không nhận được tiền bồi thường. Bằng nhiều công lao và tiền của đầu tư vào trang trại, bây giờ mất trắng, tiền bồi thường thì chưa thấy đâu. Mảnh đất trang trại dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1996, nay cũng bị những người dân trong thôn chiếm dụng và phong tỏa. Hơn 70 tuổi, ông Cao Xuân Đắc lại phải còng cõi làm lại từ đầu. Tôi đã trình lên là báo cáo toàn bộ cái thiệt hại lên tỉnh, lên huyện và lên xã. Thì được cái hội đồng tức là thẩm định của huyện tổ chức cho xã thẩm định là được 13 trên 18 người là bỏ phiếu cho mình là bị thiệt hại về môi trường. Nhưng cho đến bây giờ cũng có được đồng nào cả. Những hình ảnh này là những gì đã và đang diễn ra hàng ngày với ông Đắc. Thậm chí vì mảnh đất của gia đình bị phong tỏa nên bản thân những đứa trẻ cháu ngoại ông Đắc cũng không thể đến trường. Khi chúng tôi có mặt để ghi nhận việc thiệt hại sau sự cố môi trường biển tại trang trại của ông Đắc, thì bỗng người dân trong thôn ùn ùn kéo đến, xếp đá bao vây xe của phóng viên, đồng thời bắt chúng tôi phải xóa bỏ toàn bộ hình ảnh đã quay tại trang trại của ông Đắc. Phải đến khi nhờ công an huyện Quảng Trạch can thiệp, chúng tôi mới thoát được đám đông bao vây. Làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú về trường hợp ông Cao Xuân Đắc, bản thân lãnh đạo xã cũng thừa nhận và chia sẻ về những uẩn ức và thiệt thòi của ông. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú cũng đã lập tổ xác minh và làm rõ những thiệt hại của hộ gia đình ông Cao Xuân Đắc với số phiếu ủng hộ 13 trên 18 phiếu, đồng thời báo cáo kết quả với Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện cũng không có động thái gì khiến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực ra là cái hội nghị của xã cũng đã chấp nhận cho ông theo cái vấn đề đó rồi, theo cái kiến nghị cũng đặt rồi. Nhưng mà ử lại là ử ngay đấy chủ thôn, đó, thôn Xuân Hải. Mà cái thôn Xuân Hải thì đối với ông Đắc giống như hai cái thì đồng quần với nhau thôi. Liên quan đến cái chủ cái đất thuê ao để nuôi trồng thủy sản bên với ta cái đó. Mà ông buộc như vậy thì là cũng được. Hai bên đều cũng đồng thuận mà nhủ hồ nhất trí thì cũng bao nhiêu hồ nhất trí. Tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch. Mặc dù lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo và đặt lịch từ trước, nhưng ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lại lấy lý do không phụ trách mảng bồi thường sự cố môi trường biển nên không nắm được gì. Sự cố môi trường biển là điều mà người dân không hề muốn xảy ra, nhưng khi đã được chính phủ chủ trương bồi thường thiệt hại giúp người dân ổn định cuộc sống thì họ phải được hưởng một cách chính đáng. Trong khi những hộ bị thiệt hại chưa được đền bù, thì chúng tôi nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh về việc đền bù không đúng đối tượng. Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ và phản ánh lại trong các kỳ tiếp theo. We'll be right back.